chè vàng là một trong những loại thảo dược nhiều công dụng, đặc biệt đây là một loại dược liệu mang lại rất là nhiều lợi ích cho phụ nữ sau sinh. Hôm nay thì Thảo Dược Đức Thịnh sẽ giới thiệu đến các bạn những lợi ích của chè vàng cho phụ nữ sau sinh. Chè vàng thì giúp cho chị em nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe. Tác dụng quan trọng nhất của chè vàng chính là kích thích sữa, giúp cho chị em có một bầu sữa căng tràn trề. Tác dụng giảm béo, giúp cho chị em lấy lại vóc dáng, tăng cường hệ tiêu hóa, kích thích ăn uống. Ngoài việc mang lại lợi ích cho phụ nữ sau sinh, thì chè vàng cũng mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên trong gia đình. Kể cả những người bình thường vẫn nên sử dụng chè hàng ngày, nhất là những người béo phì, tăng cân. Một loại chè mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe, mùi vị lại thơm ngon, giá cả cũng vô cùng rẻ, chỉ có 80.000 đồng một ký, sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bạn và gia đình. Để biết thêm thông tin về chè vàng thì bạn có thể gọi vào số điện thoại là 0904 079 719 hoặc đến trực tiếp công ty trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.